xin hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa của chúng con giờ này đến với lời của Ngài. Chúng con mong ước đón nhận một cơn mưa phước lành qua lời hàng sống của Chúa. Nguyện xin Thánh Linh của Chúa ở cùng ban ơn, tế trị, dẫn dắt chúng con vào trong lẽ thật của lời Ngài. Để rồi mỗi một người chúng con tấm lòng được no đủ, tấm lòng được tươi mới và chúng con sống kết quả vui thỏa trong Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng hiệp lòng cầu nguyện. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Xin trân trọng kính mời Hội Thánh đồng an tọa. Kính thưa Hội Thánh, trong mối tương giao của mình với Đức Chúa Trời, chúng ta là ai? Xét về một phương diện, chúng ta là những thọ tạo, còn Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo. Khi chúng ta tin nhận Ngài, thì chúng ta là ai? Chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa cũng gọi chúng ta là bạn. Chúa Giêsu nói rằng Ngài không gọi chúng ta là đầy tớ, bởi vì đầy tớ thì không biết việc của chủ mình. Còn Chúa thì bày tỏ cho chúng ta biết những điều mà cha của Ngài đã bày tỏ. Một phương diện Chúa nói rằng chúng ta không phải là đầy tớ của Ngài, nhưng là bạn của Ngài. Nhưng một phương diện khác thì mỗi một người chúng ta Chúa đều gọi là đầy tớ. Thông thường khi nói đến đầy tớ của Chúa, chúng ta liên nghĩ đến quý giáo phẩm, những người dân mình hầu bị Chúa trọn thời gian. Tuy nhiên, mỗi một người chúng ta đều là những vật thọ tạo trước mặt Đức Chúa Trời đấng sáng tạo. Tất cả chúng ta khi tin nhận Chúa Giêsu đều trở nên con của Ngài. Tất cả chúng ta đều là những người bạn của Chúa. Và chúng ta thảy đều là những đầy tớ ở trong nhà của Ngài. Ước ao của chúng ta, khi chúng ta là đầy tớ của Chúa, thì chúng ta ước ao điều gì? Lời Chúa cho chúng ta biết rằng, khi chúng ta gặp mặt Chúa, Ngài phân biệt của chúng ta, Ngài phân biệt chúng ta là đầy tớ trung tín hay là đầy tớ bất trung. Ai trong chúng ta cũng mong ước rằng khi chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ gọi chúng ta là hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia. Được lắm, người đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập người coi sóc nhiều, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa người. Chúng ta muốn khao khát và cậy ơn Chúa mỗi ngày để trở nên những đầy tớ trung tín ở trong nhà của Chúa. Nhưng trung tín là gì? Ở trong Galati đoạn 5 câu thứ 22, khi nói về bông trái Đức Thánh Linh, thì chúng ta thấy bông trái Đức Thánh Linh ở đây có cả sự trung tín. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Trung tín là trái của Thánh Linh. Có nghĩa rằng quý ông bà chị em và tôi khi tin nhận Chúa, đón nhận Đức Thánh Linh vào trong lòng của mình, chúng ta để đời sống của mình cho Đức Thánh Linh Chúa chiếm ngự và hướng dẫn tể trị, thì đời sống của chúng ta sanh ra một cái kết quả, cái bông trái ấy là sự trung tín. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe người hướng dẫn tuyên đọc, trong cái ví dụ mà Chúa Giêsu kể, thì chúng ta hãy tìm hiểu thử đầy tớ trung tín là ai, và đầy tớ trung tín thì được những phước hạnh gì, hao cho mỗi một người chúng ta cài ơn Chúa và chúng ta sống để được Chúa gọi là đầy tớ trung tín. Thứ nhất, đầy tớ trung tín là ai? Ai là đầy tớ trung tín? Dù chúng ta thảy đều là đầy tớ ở trong nhà của Chúa, nhưng có được gọi là trung tín hay không là một việc khác. Nếu theo cái nghĩa của từ ở trong Kinh Thánh, đặc biệt là Tân Ước, cái chữ pistđược trong tiếng Hy Lạp được dịch sang tiếng Việt của chúng ta là trung tín hoặc là thành tín. Thành tín là chỉ về Đức Chúa Trời, còn trung tín là khi nói về con người của chúng ta. Về từ nghĩa thì khi nói đến trung tín, tức là nhấn mạnh đến ba yếu tố
lòng trung thành tuyệt đối của chúng ta đối với Đức Chúa Trời không thay đổi. Trung thành với Ngài dù việc gì xảy ra, dù có biến cố xảy ra như thế nào, dù hoàn cảnh có ra sao, chúng ta phải trung thành thờ phượng một mình Chúa, hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đó là cái khía cạnh thứ nhất của cái từ trung tín. Bên cạnh đó, trung tín còn có nghĩa là chúng ta tận trung với cái sứ mệnh mà Đức Chúa Trời đã giao phó. Khi chúng ta nhận lãnh những cái sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao phó, những cái trọng trách mà Chúa ban cho chúng ta, giao cho chúng ta để chúng ta có cơ hội phục vụ trong nhà của Ngài, thì chúng ta phải tận trung làm cho một cách thật trọn vẹn. Và điều cuối cùng, khi nói đến từ nghĩa của trung tín, tức là nhấn mạnh đến cái yếu tố đáng tin cậy. Trung tín tức là người đó đáng tin, chủ tin tưởng để giao việc, và người khác cũng tin tưởng, bởi vì cái người đã sống một cách đáng tin. Đó là tư nghĩa của chữ trung tín. Nhưng trong bối cảnh của Matthew đoạn 24 câu 43 đến 51 thì mô tả một đầy tớ trung tín cũng ở trong ba khía cạnh, nhưng hơi khác một chút. Khía cạnh thứ nhất mà phân đoạn Kinh Thánh này mô tả, đó là sự tận trung với sứ mệnh được giao. Chúng ta thấy ở đây, ở trong câu thứ 45, ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình đặng cho đồ ăn đúng giờ. Đức Chúa Trời đã đặt người đầy tớ này ở trong một cái vị trí, giao cho một cái trọng trách, đó là cai quản cái nhà của mình, cai trị nhà mình và quản lý những đầy tớ khác và cho ăn đúng giờ, chăm sóc, cho ăn và đúng giờ. Một đầy tớ trung tín của Chúa là trung thành với cái sứ mệnh mà Chúa giao. Chúa bảo hãy quản lý họ, hãy cho họ ăn, hãy lo công việc nhà Chúa. Chúa giao cái nhiệm vụ nào thì chúng ta tận trung mà làm hết sức mình và làm cho thật đúng đắn. Xét một phương diện, không ai trong chúng ta là con người có thể làm đúng đắn hoàn toàn, bởi vì chúng ta không phải là người trọn vẹn. Chúng ta là những con người bất toàn, là đầy tớ ở trong nhà của Chúa. Làm sao để chúng ta có thể làm một công việc mà nó trọn vẹn được? Nhưng mà Chúa nói rằng đầy tớ trung tín, đó là đầy tớ hãy tận trung mà làm hết sức mình với cái sứ mệnh mà Chúa giao. Hãy làm cho nó đúng, đúng với cái yêu cầu mà Chúa đã đưa ra, đúng với các khả năng ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mình. Bởi vì khi Ngài giao cho chúng ta một cái nhiệm vụ thì Ngài biết sức của chúng ta rồi. Ngài bao cho quý bạn chị em và tôi những cái tài năng, những cái ơn ban khác nhau. Chúa không giao một cái nhiệm vụ rồi bảo chúng ta hãy làm trong khi Chúa biết rằng chúng ta không có đủ sức. Chúa không bảo quý ông bạn chị em và tôi hãy mang một phần vật nặng 500 kg, trong khi Ngài đã đấng toàn tri, Ngài biết rằng khả năng của mình chỉ có gánh được có 50 kg thôi. Chúa không làm như thế. Nếu Ngài giao cho chúng ta 500 kg để mà chúng ta di chuyển đến chỗ khác, Ngài biết sức của chúng ta chỉ có 50, thì chắc hẳn rằng Đức Chúa Trời đang chuẩn bị những con người bên cạnh chúng ta để có thể cùng chúng ta gánh vác công việc Chúa. Hoặc Đức Chúa Trời có thể thêm sức một cách đặc biệt để một con người yếu đuối bất toàn ở chúng ta có thể làm những việc phi thường trong ý muốn tốt lành của Ngài khi Ngài muốn. Như vậy, quý ông bà anh chị em và tôi, khi đón nhận cái trọng trách từ Đức Chúa Trời giao là một đầy tớ trung tín, trước hết chúng ta hãy tận trung và làm cho thật trọn vẹn, nhờ sức Chúa để làm hết mình và hướng đến sự trọn vẹn. Chứ chúng ta không có được đổ thừa rằng tôi là con người bất toàn mà. Ví dụ chúng ta được giao cho tôn vinh Chúa, chúng ta không tập là chúng ta lên chúng ta hát sai kiểu ai cũng là con người bất toàn. Ví dụ đầy tớ Chúa đứng lên chia sẻ lời của Chúa, chúng ta còn là con người bất toàn mà. Còn cái này còn cứ đọc Kinh Thánh, còn cứ nói dòng dòng mà thôi, con là con người bất toàn mà, con có phải trọn vẹn đâu. Chúa biết mà. Đúng, chúng ta là con người bất toàn.
Nhưng với tư cách là đầy tớ của Đức Chúa Trời, chúng ta hãy hướng đến sự trọn vẹn để làm tốt nhất trong khả năng mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Và hướng đến sự trọn vẹn vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời chí cao, Chủ của chúng ta. Đầy tớ trung tín là ai? Là người tận trung với sứ mệnh, và bên cạnh đó phải là người yêu thương các người cùng làm việc với mình. Chúng ta thấy ở trong phân đoạn Kinh Thánh này, khi nói đến người đầy tớ xấu thì làm gì với những người làm việc mình? Đánh kẻ cùng làm việc với mình ở trong câu thứ 49. Những kẻ xấu, một đầy tớ xấu là người đánh kẻ cùng làm việc với mình và ăn uống với phường sai rượu. Một đầy tớ xấu là một đầy tớ không đối xử tốt với cái người cùng làm việc với mình. Chúng ta không chỉ có chủ của chúng ta là Đức Chúa Trời, nhưng chúng ta cũng có những người cùng làm việc. Một đầy tớ trung tín với Đức Chúa Trời đó là hãy đối xử tốt với những người cùng làm việc với mình. Không có đánh họ, không có chèn ép họ, mà cũng không có đối xử thiếu công bằng. Ai trong chúng ta cũng được Chúa dạy dỗ về tình yêu thương, bởi vì Ngài là nguồn của tình yêu, kể cả lúc không có chủ. Ở trong bối cảnh câu chuyện này, chúng ta thấy rằng Chúa nói rằng đầy tớ tốt đó là biết chăm lo, yêu thương các người cùng làm việc. Đầy tớ xấu là ngược lại. Nhưng mà cái ví dụ ở đây đó là khi không có chủ, kể cả khi không có chủ. Nhưng mà chúng ta có trường hợp nào không có chủ không ạ? Không. Về một phương diện, chúng ta không bao giờ rơi vào được trong cái hoàn cảnh đó. Tại sao? Bởi vì con người chúng ta, khi chúng ta làm chủ, chúng ta có mặt ở đây thì không có mặt ở nơi kia. Còn khi chúng ta là đầy tớ ở trong nhà Đức Chúa Trời, đây chỉ là hình ảnh để nhấn mạnh đến một khía cạnh mà thôi. Chúng ta không bao giờ có một cái chỗ nào mà chỉ có đầy tớ với nhau, ta không có Chúa. Bởi vì Đức Chúa Trời chúng ta vô hình, Ngài là thần và Ngài ở khắp mọi nơi. Chỉ có điều là chúng ta tưởng rằng Ngài không có ở đó mà thôi. Chứ không có chỗ nào chúng ta đối xử với người khác, chúng ta lơ là trong công việc Chúa mà chúng ta nghĩ rằng Chúa không biết, bởi vì Chúa đi vắng nhà rồi, Chúa chưa về. Không, Ngài vẫn ở đây và ở đó, và ở với chúng ta, và biết từng cái cư xử của chúng ta. Điều thứ ba, khi nói đến đầy tớ trung tín, phải là người giữ mình và tỉnh thức. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng người chủ của chúng ta có thể đến như kẻ trộm. Chúa chúng ta sẽ hồi lai như kẻ trộm. Chúng ta không biết ngày và giờ Chúa đến. Và Chúa cũng cho chúng ta thấy hai khía cạnh để chúng ta cần giữ mình. Kẻ trộm thì đến thình lình. Là đầy tớ chịu trách nhiệm ở trong nhà của Ngài, chúng ta cần phải tỉnh thức, cảnh giác, bởi vì kẻ thù đến không có báo trước. Kẻ trộm đến không có báo trước. Nếu chúng ta không cảnh giác thì kẻ trộm làm gì? Sẽ đào ngạch mà vào trong nhà của mình. Đào là cả một tiến trình, phải không quý mà anh chị em? Không phải là đẩy cửa bước vào, nhưng mà đào để vào, có nghĩa là nó cả một tiến trình. Nhưng nếu chúng ta không cảnh giác, chúng ta không tỉnh thức, thì kẻ thù chúng ta sẽ đào những cái ngạch, đào những cái hố, đào những cái đường hầm, tìm cách để mà tấn công vào trong nhà của Chúa. Và chúng ta cũng được Chúa biết, cho chúng ta biết rằng kẻ thù chúng ta là ma quỷ thì như sư tử rồng rình mò chung quanh chúng ta. Có nghĩa rằng ma quỷ đang chờ cái gì ạ? Ma quỷ đang chờ chúng ta mất cảnh giác. Nó rình mò và nó chờ các cơ hội để nó tấn công chúng ta. Và nó nuốt lấy những người nào nó có thể nuốt được. Những người thiếu cảnh giác, những người thiếu nhờ cậy Đức Chúa Trời. Chính vì thế, lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng là đầy tớ trung tín trong nhà của Chúa, chúng ta hãy cảnh giác, bởi vì kẻ thù sẽ tấn công nhà của Ngài. Và chúng ta cần và tỉnh thức để giữ lấy đời sống của mình và bài chiên mà Chúa giao. Và chúng ta cũng tỉnh thức cảnh giác, bởi vì Chúa và chúng ta
sẽ đến như kẻ trộm. Và Chúa nói rằng phước cho cái đầy tớ, đó là khi chủ mà đến á, thì thấy đang làm như vậy. Tức là đang làm gì? Thấy đang làm gì thì phước. Thấy đang trung thành với cái sứ mệnh mà Chúa giao, làm một cách hết lòng. Chúa thấy đang yêu thương những người cùng làm việc, anh em ở trong nhà của Ngài. Và Chúa thấy gì? Chúa thấy người đó đang rất tỉnh thức và cảnh giác cho đời sống của mình, cho công việc mà Chúa giao, chứ không có thiếu đi sự cảnh giác. Đó là những người được phước. Nhưng phước ở đây là gì? Điều thứ hai, đầy tớ trung tín ở trong nhà của Chúa thì được phước nào? Chúng ta thấy cái phước thứ nhất, đó là được Chúa sử dụng. Chúng ta mong chờ rằng bây giờ chúng ta là đầy tớ, làm tốt công việc rồi, Chúa vào, cái Chúa làm gì? Chúa cho nghỉ 15 ngày, đi du lịch đi. Nhưng mà câu chuyện này không nói như thế. Câu chuyện nói này, khi mà chủ đến thấy người đó trung tín thì Chúa thưởng bằng cách là Chúa giao thêm trọng trách. Tại sao thưởng như thế ạ? Đã làm công việc Chúa giao, làm tốt rồi làm thêm các công tác khác nhiều hơn nữa. Như vậy chúng ta dùng cái thì ở đây là bị giao thêm hay là được giao thêm ạ? Nếu như chúng ta không phải là đầy tớ trung tín, vui thỏa, xác định rằng đây là nhà của chủ mình, nhà của chúng ta là một phần ở trong nhà của Chúa, thì chúng ta sẽ dùng cái từ bị, làm vừa, làm việc này bị giao thêm. Nhưng việc giao thêm trọng trách trở nên một phần thưởng khi chúng ta nhìn ở trong một góc độ khác. Chúa vui làm sử dụng con người chúng ta. Chúng ta được thưởng bởi vì chúng ta vốn là nhỏ bé bất toàn, nhưng Ngài vui lòng sử dụng cuộc đời của quý ông bà anh chị em và tôi. Khi nghĩ như thế thì chúng ta thấy được hào vị Chúa là một đặc ân. Chúa cho chúng ta có cơ hội để làm. Nên được hào vị Chúa, được Chúa giao thêm cho trọng trách ở trong nhà của Ngài, đó là một phước hạnh. Chúng ta không lo sợ bởi vì Chúa của chúng ta là đấng sẽ ban thêm ơn khi Ngài giao phó chúng ta thêm trọng trách. Ngài biết khả năng từng người. Chúa rằng tập đời sống của chúng ta để rồi từng việc nhỏ cho đến việc lớn chúng ta mỗi ngày tập luyện, tập thành như cả Chúa để chúng ta làm tốt hơn, và Chúa giao cho chúng ta xem trọng trách. Chúa có cho chúng ta nghỉ ngơi không? Tất nhiên. Chúa sẽ cho chúng ta những sự nghỉ ngơi, an vui ở trong nhà của Chúa. Nhưng có khi cái sự nghỉ ngơi không phải là phần thưởng. Có khi nghỉ ngơi đó là một sự đoán phạt. Bởi vì làm không có trung tín nên Chúa cắt luôn cái phần mà Chúa đang giao cho chúng ta. Chúng ta nhớ đến hình ảnh của việc mà Chúa giao cho người này một ta lăng, người kia hai ta lăng, người kia năm ta lăng. Không có việc làm vui không? Thằng kia được nghỉ ngơi rồi. Nếu đó là sự nghỉ ngơi mà Chúa ban thưởng, Chúa muốn, thì đó là phước hạnh. Nhưng hãy xem xét lại, có khi đó là sự hình phạt của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta là không trung tín. Chúa cắt đi những cái cơ hội, Chúa cắt đi những khả năng để rồi chúng ta không thể phục vụ Chúa tiếp. Nên xin Chúa cho chúng ta nhớ rằng được hầu vị Chúa đó là phần thưởng. Bản thân được hầu vị Chúa đã là phần thưởng. Một Đức Chúa Trời toàn năng chí cao vui lòng sử dụng quý ông bà anh chị em và tôi là những con người nhỏ bé đơn sơ vào trong công tác nhà Ngài. Đó là phần thưởng lớn, là đặc ân rất lớn, và chúng ta hãy nhớ đến và tạ ơn Chúa. Cái điều thứ hai, phần thưởng của người hầu vị Chúa đó là được Chúa ban thưởng. Được Chúa ban thưởng theo cách nào? Ngài sẽ trả cho mỗi người tùy theo việc người đó làm. Chúng ta mong đợi Chúa trả cái gì? Chúng ta nhiều cái để trông đợi. Những cái phước hạnh thiêng liêng mà Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta ở trong con của Ngài. Những phước hạnh đời đời
mà Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta ở trên thiên đàng, chúng ta sẽ đón nhận khi chúng ta gặp Chúa. Cả đời này lẫn đời sau, chúng ta đều có những ơn phước mà Đức Chúa Trời hứa ban cho mỗi người chúng ta khi chúng ta trung tín ở trong nhà của Ngài với tư cách là một đại tử. Và Kinh Thánh cũng cho chúng ta biết rằng chúng ta có một cái phần thưởng, đó là chúng ta sẽ chung hưởng sự vui mừng với Chúa của chúng ta. Hỡi đầy tớ ngay đành trung tín kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều, hãy đến để hưởng sự vui mừng của Chúa người. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu thứ 23. Một trong những cái phần thưởng mà chúng ta sẽ nhận được, đó là chúng ta chung hưởng cái sự vui mừng với Chúa. Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa của niềm vui. Trong Ngài có đầy sự vui mừng, hớn hở. Nhưng chúng ta đến với Ngài, chúng ta có chung hưởng được cái niềm vui đó không? Là một việc khác. Xin lỗi thần. Xin Chúa cho chúng ta để rồi, khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta được chung hưởng cái niềm vui ở trong nước Ngài. Ở trong nước của Đức Chúa Trời đầy sự vui mừng và hớn hở. Ở trong nhà của Chúa đầy sự vui mừng và hớn hở. Một trong những cái phần thưởng đó là chúng ta có thể cùng vui mừng, tận hưởng được niềm vui đó. Buổi sáng hôm nay chúng ta thức giấc dậy, chúng ta đi đến nhà của Chúa, quý ông bà anh chị em và tôi thấy gì? Các người nói là thấy buồn ngủ, bởi vì thiếu ngủ. Thấy mệt. Thấy gì nữa? Có thể một người nào đó đi làm ca đêm, sáng sớm chủ nhật đi nhà thờ. Có thể về phương diện thể lý mệt không? Mệt chưa? Có quý ông bạn chị em và tôi đang có những lo toan trong cuộc sống, có những vấn đề khúc mắc trong đời sống, có những nan đề mà chúng ta đang phải đối diện, lòng chúng ta có thể đang nặng nề. Nhưng chúng ta được phước, được vui thỏa, đó là khi chúng ta đến với Chúa, đến trong nhà của Ngài. Nguyện xin Chúa cắt đi những gánh nặng của chúng ta, Ngài ban cho chúng ta sự an ủi, và Ngài đặt nơi tấm lòng của chúng ta, tâm trí của chúng ta một sự vui mừng. Cái điều mà tôi mong ước rằng quý ông bạn chị em và tôi có được khi chúng ta ngồi dưới bệ chân Chúa buổi sáng hôm nay, đó là sự vui mừng khi chúng ta đến ở trong nhà của Ngài. Đó là một phần thưởng. Nếu chúng ta ngồi ở trong nhà của Chúa mà chúng ta không thấy được cái niềm vui, chúng ta gặp nhau mà chúng ta thấy không vui, thì đó là điều đáng buồn. Xin Chúa ban thưởng cho quý ông bạn chị em và tôi những đầy tớ ngay lành và trung tín trước mặt Chúa, để khi chúng ta đối diện với Ngài trong tương lai, chúng ta vui thỏa mặt gặp mặt Ngài trong sự phước hạnh, và chúng ta gặp nhau ở trong nhà của Chúa, sống ở trong nhà của Ngài, chúng ta tràn đầy sự vui mừng trong tấm lòng của chúng ta. Điều cuối cùng đó là Chúa cho chúng ta biết rằng phần thưởng của chúng ta có được, đó là chúng ta sẽ được đồng trị với Chúa. Ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn thứ 2 câu 11 đến câu thứ 12, lời Chúa phán rằng: lời này là chắc chắn lắm, ví bằng chúng ta chết với Ngài thì cũng sẽ sống lại với Ngài. Lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài cũng sẽ chối chúng ta. Nếu chúng ta chịu thử thách, chịu khó nhọc vì nhà của Chúa, tận trung với Ngài như một đầy tớ ngay lành trung tín, thì Chúa nói rằng khi Ngài Chúa đến, chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài. Đó là phước hạnh rất lớn của dân bạn trẻ. Chúng ta hãy nghĩ một khía cạnh thế này. Chúng ta là vật thọ tạo. Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo, mà Ngài nói với chúng ta rằng, Ngài hứa với chúng ta rằng chúng ta sẽ được đồng trị với Ngài. Đó là một đặc ân, một phước hạnh, phần thưởng rất là lớn mà khi chúng ta nghĩ đến. Và chúng ta sẽ nhận lãnh được điều đó một cách chắc chắn, bởi vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng ta buổi sáng hôm nay, để chúng ta có thể kinh nghiệm được cái sự phước hạnh khi chúng ta là đầy tớ trung tín ở trong nhà của Ngài. Và nhất định chúng ta nhắc nhở nhau để Ngài Chúa hầu đến. Đến khi nào chúng ta không biết. Đến như kẻ trộm, hãy tỉnh thức và làm công việc Chúa luôn luôn.
Một lời bài hát nhắc nhở tôi và khích lệ tôi nhiều. Đó là bài hát Được Hầu Việc Chúa, Lòng Ta Xiết Bao Sướng Vui. Sớm sớm chiều chiều lo công việc Ngài. Đây là lời bài hát rất là xưa, cũ rồi. Nhưng mà đem đến tôi sự khích lệ rất nhiều khi mỗi lần tôi hát bài này. Nguyện xin Chúa ban ơn để rồi chúng ta hầu việc Chúa ở trong các công việc khác nhau. Nhưng chúng ta có thể nói như tác giả của bài hát này, được hầu việc Chúa thì lòng ta xiết bao sướng vui. Sớm sớm chiều chiều để lo công việc Ngài. Chứ không phải là bị hầu việc Chúa. Nhưng chúng ta được hầu việc Chúa. Nguyện xin Chúa ban ơn để chúng ta trở thành những đầy tớ trung tín ở trong nhà của Ngài. Và được hưởng những phước hạnh lớn lao mà Chúa hứa ban. Muốn thật hay lòng.